Chào cô chú và anh chị nha. Nhà mình lại về một em Hyundai H700. Xe có đồng vàng nha. Xe rất là đẹp, sơn zin tới 100% nha. Mình cam đoan với anh em là sơn zin 100%. H700 trọng tải 6 tấn 85. Xe của Hyundai đồng vàng, thùng kín, sản xuất 2016, đăng ký 2017 nhá. Từ thùng bệ rất là đẹp rồi. Mình quay chi tiết cho anh em xem phần thùng này. Cabin bên lái này, sơn zin 100%. Anh chị em nào có ý định mua xe mới thì lên để tâm đến con này nha. H700 xe của đồng vàng, Hyundai đồng vàng, trọng tải 6 tấn 85, thùng kín, sản xuất 2016, đăng ký 2017. Xe sơn zin tới xe sơn zin 100%. Thùng vệ đẹp đét căng luôn nha. Mình quay chi tiết cho anh em về nội thất đây. Chủ đi rất là giữ gìn này. Xe quá đẹp luôn này. H700 trọng tải 6 tấn 85, thùng kín. Mình cam đoan với anh em là sơn zin 100%, xe không đông đụng, không gầm nước. Anh chị em quan tâm điện ngay cho chúng tôi theo số điện thoại hiện trên màn hình, sẽ được anh em chuyên viên tư vấn cặn kẽ hơn, gửi hình ảnh chi tiết hơn. Lốp con này còn tới 80-90% nha. Lốp trên này cũng rất là mới nè. Đây là mình quay cho anh em phần gầm bệ sắt xi đây. Rất là đẹp này. Hyundai H700 trọng tải 6 tấn 85, xe có đồng vàng, sản xuất 2016, đăng ký 2017. Anh chị em quan tâm điện ngay thôi số điện thoại hiện trên màn hình, sẽ được anh em tư vấn cặn kẽ hơn và gửi hình ảnh chi tiết hơn. Mình quay phần thùng bên trong đây. Anh em nhìn phần thùng bên trong rất là mới nè. Sàn đã được lót nha. Sàn lót rất là dày và rất là chắc chắn này. Phần đít xe đây. Lốp sau đây. Hyundai HD700 trọng tải 6 tấn 85, xe có đồng vàng sản xuất, xe có đồng vàng lắp ráp nha. Hyundai loại đồng vàng này là loại đắt nhất rồi. Sản xuất 2016, đăng ký 2017. Xe sơn zin 100% anh em nha. Xe rất là mới. Anh chị em quan tâm thì điện ngay cho tôi số điện thoại trên màn hình. Nhà mình lại vừa một em Olin 345, trọng tải 2 tấn rưỡi, sản xuất 2017, đã lên kính điện, gương vuông, điều hòa theo xe hết nha. Xe sơn zin 100%. Xe rất là mới này, xe mới tới 90% luôn nha. Mình đảm bảo mấy anh em là sơn zin này. Đấy, xe rất là đẹp. Olin 345, trọng tải 2 tấn rưỡi, thùng kín nha. Quay chi tiết cho anh em xem đây. Nội thất bên trong rất là mới này. Xe chạy hơn 6 vạn nha. Xe rất là đẹp. Nội thất bên trong rất là mới này. Mình đảm bảo mấy anh em là xe không đâm đụng, không ngập nước. Sơn zin tới 100%. Còn chỉ cánh nha. Chỉ cánh rất là thanh mảnh nha. Cột kéo nguyên luôn. Kéo nguyên rất là đẹp. Ô
Olin 345 sản xuất 2017, trọng tải 2,5 tấn. Thùng kín. Cái đặc biệt của xe này là thùng có thể mở ra nha. Thùng có thể mở tung bậc ra nha. Cả hai bên nha. Thành thùng được cắt để mở tung ra. Anh em lấy hàng rất là thuận tiện đây này. Đây thành thùng này. Đấy. Đây thùng đây. Có một chiếc thùng mở như này thì anh em chở hàng xuống hàng lên hàng rất là tiện nha. Đấy. Anh chị em nào vào việc điện ngay cho chúng tôi số điện thoại hiện trên màn hình. Đây, chi tiết về trong thùng. Loại thùng kín mà mở và bửng như này thì anh em đi vừa tránh được luật này. Vừa hàng hóa là sẽ rất thuận tiện này. Lốp còn tương đối tới 80% nhá. Lốp tới 80% luôn này. Đây. Phần đèn đây. Xe rất đẹp. Phần đầu xe đây. Khám tới tháng 3 năm 2020 này. Lốp sau còn tới 90% này. Lốp rất là mới luôn này, nguyên vạch bảo hành. Gầm bệ sắt xi đây. Anh chị em quan tâm điện ngay cho chúng tôi thì số điện thoại hiện trên màn hình sẽ được anh em tư vấn cặn kẽ hơn và gửi hình ảnh chi tiết hơn. Olin 345 trọng tải 2,5 tấn, sản xuất 2017, thùng kín đã được mở bằng hai bên, sẽ rất thuận tiện cho anh em lên xuống hàng với cái thùng như này nha. Anh chị em quan tâm về điện ngay chúng tôi số điện thoại hiện trên màn hình. Olin 345 sản xuất 2017, trọng tải 2,5 tấn. Xe sơn zin tới 90%. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190 hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2,4 tấn, K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ kinh doanh vận tải phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.